Chào các bạn, hôm nay thì mình sẽ quay ngược trở lại thời gian một chút xíu để trải lòng với các bạn cái cảm giác thật sự của mình lúc mà mình sắp sinh em bé. Từ lúc mà mình biết tin là mình có thai cho đến khi mình mang thai được tầm 7 tháng á, thì có rất nhiều những cái loại cảm xúc nó đang xen lại với nhau. Mình vừa mệt tại vì mình bị ngán nhiều nè, mình vừa háo hức tại vì sắp tới mình sẽ được đón con, và mình cũng vừa vui tại vì mình được tìm kiếm và mua sắm những cái món đồ mà nhỏ nhỏ xíu xíu mà từ trước đến giờ mình rất là yêu thích. Và đến khi mình mang thai được đến tháng thứ 7 á, thì mình đã thỏa mãn được cái cơn mua sắm đồ cho con rồi. Tại vì lúc đó gần như là tất cả mọi thứ mình đã mua xong rồi, thì mình lại chuyển sang một cái cảm giác khác, đó là mình vừa lo và mình vừa sợ. Và một trong những cái mà mình lo lắng nhất cái thời điểm đó đó các bạn, đó là mình sợ sinh xong mình không có sữa cho con. Mình sợ là mình sẽ không gọi sữa về thành công được. Và bây giờ thì mình đã mua tất cả rất là nhiều thứ để phục vụ cho cái công cuộc này rồi, mà nếu như mà mình không gọi sữa về được thì mình cũng không biết phải làm sao. Dù mình đã cố gắng dặn lòng là không có được suy nghĩ tiêu cực như vậy, nhưng mà thực chất là bên trong cái tâm trí của mình nó luôn hiện hữu cái sự lo lắng đó, mà bản thân của mình thì mình không có tài nào loại bỏ nó đi được. Và cái ngày sinh càng đến gần thì mình lại càng lo lắng nhiều hơn. Khi mà mình nhận được cái tin đó là mình được chỉ định là phải sinh mổ chứ không thể sinh thường được, thì trong đầu mình lại như một cái mớ bồng bông vậy đó. Nhưng mà rất là may là sau khi mà mình sinh xong, mình đã kịp ổn định lại tinh thần và mình bình tĩnh hơn. Cuối cùng thì mình đã gọi sữa về thành công sau khi sinh mổ, nói chính xác là sau 36 tiếng sinh mổ các bạn. Thì có nghĩa là sáng hôm trước mình mổ và đến chiều hôm sau mình có sữa cho con. Trong video này thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn những cái cách và những cái kinh nghiệm của mình để giúp cho các bạn có thể loại bỏ được những cái lo âu này và có thể yên tâm đón em bé. Còn nếu như bây giờ các bạn đã sinh con xong rồi mà các bạn chưa gọi sữa về thành công á, thì mình nghĩ là các bạn cứ thư giãn nằm xem video này của mình thôi. Ở đây thì mình có một cái lưu ý nhỏ nhỏ xíu xíu cho các bạn, đó là nếu như mà các bạn đã thực hiện từ 2 tới 3 tip trong video rồi mà các bạn vẫn chưa có sữa về á, thì các bạn đừng có nản. Cái đó là điều rất là bình thường các bạn, trước đây mình cũng vậy. Tại vì khi mà các bạn muốn sữa về á, thì nó phải tổng hợp nhiều yếu tố lại với nhau lắm. Cho nên các bạn hãy cố gắng mà xem hết video này để có thêm nhiều cái kinh nghiệm hơn ha. Khi các bạn cho con đi mẹ thì một số mẹ sẽ có cảm giác bị đau các bạn, nhưng mà các bạn cần xác định là các bạn bị đau ở đâu. Ví dụ như khi cho con đi mẹ các bạn cảm thấy là bị đau ở phần bên dưới tử cung á, thì cái đó là bình thường. Tại vì khi con đi mẹ thì cái tử cung á, nó co bóp nhiều hơn để giúp tống sản dịch ra ngoài nhiều hơn và giúp cái tử cung của các bạn nó hồi phục nhanh hơn, thì cái đó là bình thường ha. Còn nếu như mà các bạn cho con đi mẹ mà các bạn có cảm giác là đau đầu ti á, thì nguyên nhân chính đó là do các bạn cho bé đi mẹ sai khớp ngậm. Bé chưa có ngậm được cái đúng khớp á các bạn. Còn trong một số cái trường hợp đối với những mẹ lần đầu giống như mình đi, khi mà mình mới cho con ti á, mặc dù con ti đúng khớp đi nhưng mà mình vẫn có cảm giác là nó hơi đau, nhưng mà thực chất nó không phải cảm giác đau đâu các bạn, mà nó hơi châm chích nhẹ nhẹ một chút xíu thôi, nó không hẳn là đau. Tại vì chúng ta chưa có quen được các bạn, nhưng mà nó cũng sẽ không đến mức là chúng ta không thể nào cho bé ti được, nó không đến mức như vậy đâu, cho nên các bạn yên tâm. Vậy thì đầu tiên là các bạn phải tập cho bé ti mẹ đúng khớp ngậm trước. Cái này các bạn có thể xem những cái video trên mạng, video nào mà các bạn thấy dễ hiểu với các bạn thì các bạn cứ xem, còn không thôi thì các bạn có thể xem video này của mình sẽ hướng dẫn cho các bạn sơ sơ thôi. Tại vì ở đây mình không có cái mô hình cụ thể á, cho nên mình không hướng dẫn kỹ cho các bạn được. Ở đây thì sẽ có hai cách nha các bạn. Cách thứ nhất dành cho những mẹ có đầu ti bình thường, và cách số 2 là dành cho những mẹ có đầu ti đặc biệt. Ví dụ như ti thụt vào trong, ti dẹt hay là ti bị ngắn quá. Thì đối với những mẹ thuộc cái ti đặc biệt đó thì nó sẽ hơi khó một chút xíu, và lúc đầu mà con ti thì có thể các mẹ sẽ đau hơn những mẹ bình thường một chút xíu ha. Cách đầu tiên á các bạn, đó là đối với những mẹ có đầu ti bình thường á, các bạn cứ ẵm bé như thế này, rồi sau đó các bạn cho cái đầu ti của mình lên trên cái môi trên của con ha, để phía trên này nè, thì con sẽ bắt đầu há miệng ra. Con há miệng ra thì các bạn sẽ thấy cái môi dưới á, nó rộng hơn, hoặc là rộng đến cái quần vú của mẹ, thì các bạn mới bắt đầu ập con vào bên trong ngực của mẹ để con ngậm được cái ngực của mẹ sâu hơn các bạn. Và các bạn có thể đè tay nhẹ xuống như thế này, đè xuống như thế này để cho con ngậm được sâu hơn nữa, thì con sẽ ti được hiệu quả hơn nữa và đúng khớp hơn ha các bạn. Tại vì sao các bạn biết không? Tại vì nếu như mà các bạn không có làm cho con mở cái miệng rộng ra trước khi mà các bạn đưa vô á, thì con sẽ chỉ ngậm được cái đầu ti thôi. Và khi mà con ngậm cái đầu ti mà không ngậm được luôn cái quần vú á, thì là con ti mẹ sai khớp, thì lúc đó các bạn sẽ cảm giác rất là đau cái đầu ti. Còn cái cách số 2 á các bạn, đó là các bạn có thể bế em bé kiểu cổ điển như thế này, giống như khi nãy đi ha.
Rồi các bạn trước khi mà đưa cái đầu ti của mình lên môi trên của con, đợi con há miệng rồi ập con vào á, thì các bạn phải làm thêm một bước, đó là kẹp cái đầu ti mình lại. Cái cách này đó là giống như cái cách kẹp hamburger vậy đó. Ví dụ như chúng ta có một cái hamburger mà nó nhiều tầng quá các bạn, nó cao như thế này thì các bạn muốn ăn được các bạn phải đè nó xuống đúng không, nén nó xuống. Thì cái ngực mình cũng như vậy á, thì trước khi mà cho em bé ti các bạn phải kẹp cái ngực lại, kẹp bằng hai ngón này hoặc là hai ngón này, tùy tay các bạn. Có người kẹp như này dễ hơn, có người kẹp bằng hai ngón này dễ hơn. Thì kẹp theo cái chiều nào các bạn, ví dụ như mình ăn bình thường, ví dụ cái miệng mình môi trên môi dưới như thế này, mình muốn dễ ăn thì cái chiều mình kẹp hamburger mình đè xuống phải chiều này đúng không. Thì em bé nếu như mà chiều thẳng như này thì cũng kẹp xuống y chang như vậy. Nhưng mà nếu như em bé nằm ti nghiêng như thế này thì các bạn thấy môi trên môi dưới của con nè là nó nằm theo cái phương khác rồi, thì các bạn phải kẹp theo chiều này. Có nghĩa là các bạn phải kẹp cái đầu ngực theo cái đường môi trên và môi dưới của con. Chứ nếu như các bạn kẹp một cái chiều ngược lại đi thì tự nhiên cái miếng hamburger nó bị dày cái đoạn này thì con cũng đâu có hả miệng được đâu đúng không. Thì mình ví dụ cho các bạn, đó là các bạn ẵm con kiểu cổ điển này, thì cái môi trên con ở đây, môi dưới con ở đây, thì các bạn sẽ kẹp theo chiều này, hơi xéo một chút xíu nè các bạn, nó hơi xéo xéo một chút xíu theo cái môi của con này. Thì bắt đầu các bạn mới đưa cái đầu ti lên cái môi trên của con, đợi con há miệng to ra, nó qua khỏi cái quần vú của mẹ đó, thì các bạn mới ập con vào. Kinh nghiệm số 2 của mình đó là các bạn hãy cho con ti chay. Có nghĩa là khi mà các bạn thấy ngực mình chưa có sữa đi nữa cũng phải cho con ti. Và nên cho con ti mẹ càng sớm càng tốt. Đối với những mẹ mà sinh thường thì nó sẽ có vẻ là đơn giản chút xíu các bạn ha. Các bạn sinh xong thì thường sẽ có em bé nằm kế, rồi các bạn cũng không phải nằm phòng hồi sức, thì các bạn có thể cho em bé ti liền sớm nhất có thể. Còn nếu như đối với những mẹ mà sinh mổ như mình thì sao? Thì mình nghĩ là tùy vào cái khả năng chịu đau của các bạn. Ví dụ như mình á, thì mình sinh con xong lúc gần 8 giờ rưỡi sáng, và đến 11 giờ trưa thì mình được đưa xuống cái phòng nằm với con. Có nghĩa là trong khoảng thời gian mình mổ xong thì mình còn phải nằm phòng hồi sức nữa, thì đến 11 giờ trưa mình mới được xuống. Và đến độ tầm 3-4 giờ chiều thì mình mới được uống nước lọc, rồi được ăn cháo loãng này kia các thứ. Đến độ tầm 5 giờ chiều thì mình bắt đầu mình tập đi lại đi vệ sinh, rồi vận động nhẹ một chút xíu các bạn. Rồi đến tầm 6 giờ 7 giờ tối mình mới bắt đầu cho con ti. Tuy nhiên là mình cũng đã có được da kề da và cho con ti hồi lúc mà sinh xong rồi nha. Và sau cái lần đó thì đến 6 7 giờ tối á, mình mới bắt đầu cho con ti mẹ trở lại. Tại vì mình cảm thấy bản thân mình lúc đó là mình khỏe hơn rồi. Giải thích cho các bạn một chút xíu, đó là ngày xưa á, thì mình có bị mổ ruột thừa, nhưng mà mình mổ hở chứ không phải mổ nội soi, cho nên mình biết được là cái cảm giác sau khi mà sinh mổ xong á, lúc mà các bạn đặt chân xuống các bạn đi á, nó sẽ rất là khó khăn và có thể nó sẽ rất là đau. Cho nên là mình có kinh nghiệm trước rồi, vì vậy mà mình cũng chịu đau được tốt hơn so với những bạn khác, hoặc là so với những người mà sinh chung cái thời điểm chung với mình á. Tuy nhiên là mình nghĩ nếu như mà các bạn cảm thấy là các bạn chịu đau được như mình, hay là các bạn thấy khỏe hơn á, thì các bạn có thể cho con ti sớm. Còn nếu như mà các bạn đang cảm thấy mệt á, thì mình nghĩ là các bạn vẫn nên ưu tiên cho việc nghỉ ngơi. Tại vì nếu như mà các bạn mệt, các bạn không có đủ sức khỏe á, thì cũng không thể nào tiết sữa được, dù cho các bạn có cho con ti mẹ sớm. Cho nên thành ra đó là nên ưu tiên cái sức khỏe mình trước nha các bạn, đặc biệt với những mẹ sinh mổ ha. Rồi vậy thì cái cách cho ti chay như thế nào? Đó là mình được những cái bác sĩ và y tá ở đây chỉ á, đó là khi nào độ tầm 2 tiếng, 2 tiếng rưỡi gì đó, hoặc là khi nào thấy em bé khóc á mà không phải bỉm dơ này kia đó, thì cứ cho em bé ti mẹ. Và nên cho em bé ti mẹ trước khi mà các bạn cho em bé ti bình. Tại vì nếu như mà các bạn tập cho con ti bình trước á, thì lúc mà con đói, con ti bình thì vừa nút mấy cái là sữa nó xuống rồi, thì con sẽ quen. Đến khi các bạn cho con ti mẹ thì ti mẹ nút hoài nó đâu có ra sữa đâu các bạn, chưa có sữa mà, thì con sẽ cáu gắt, con sẽ khó chịu. Cho nên thành ra ngay từ đầu các bạn nên cho con ti mẹ trước, rồi sau đó con cáu gắt quá, con đói quá thì các bạn có thể pha sữa công thức cho con uống bằng bình sau. Và khi mà em bé đói á, các bạn biết không, cái lực mút của con á, cái lực ti của con á, nó sẽ mạnh hơn, nhiều hơn, cho nên là sẽ kích thích được cái sữa của mẹ về nó nhanh hơn và nó sớm hơn. Cho nên thành ra là đó là một cái kinh nghiệm mà mình thấy rất là đúng, đó là khi mà con đói hay là khi mà các bạn gọi con dậy ti á, thì nên cho con ti mẹ trước dù cho các bạn chưa có sữa, rồi sau đó con cáu gắt quá rồi các bạn hãy cho con uống sữa công thức bằng bình sau. Còn một số mẹ thì cũng nói là có nhiều lúc con dậy á, có nhiều đứa nó đói quá đưa cho mẹ khóc á,
thì nó cáu gắt quá thì phải làm sao? Thì đúng là có những cái trường hợp như vậy các bạn. Nhưng mà trong trường hợp đó đó thì các bạn nên cho con canh giờ chạy sớm hơn giờ đó một chút xíu. Ví dụ hôm trước bạn thấy con hay như vậy đi, thì ngày hôm sau á bạn canh cho con dậy trước đầu 15 phút, rồi các bạn cho con tiêm mẹ trước, rồi sau đó các bạn có thể pha một cái bình sữa công thức cho con uống sau nếu cần. Kinh nghiệm số 3 của mình đó là các bạn hãy cho bé nằm cạnh mẹ ngay khi có thể. Không phải bệnh viện phụ sản nào bây giờ cũng tự nhiên người ta hay đưa những cái thông tin, ví dụ như các bạn sinh ở bệnh viện này sẽ được da kề da với mẹ càng sớm, hay là da kề da với mẹ ngay sau sinh đâu các bạn. Tại vì da kề da với mẹ sau sinh á thì nó sẽ có rất là nhiều cái tác dụng, trong đó có cái tác dụng đó là giúp cho mẹ sớm về sữa hơn và sẽ có nhiều sữa hơn. Tại vì khi mà em bé được da kề da với mẹ sớm á thì em bé sẽ có cái phản xạ đó là tìm vú mẹ để ti, và khi con ti sớm, con ti nhiều và con ti lâu á thì sẽ kích thích được cái hormone prolactin và oxytocin. Thì hai cái hormone này sẽ giúp cho mẹ tiết sữa sớm hơn, tiết sữa nhanh hơn và tiết sữa nhiều hơn. Cho nên nếu như mà khi các bạn sinh mổ giống như mình á thì khi các bạn về phòng, ngay khi mà các bạn cảm thấy là các bạn khỏe, các bạn đủ tỉnh táo, các bạn không có buồn ngủ, không có mệt gì đó, thì có thể nhờ người nhà bế con sang nằm cạnh mình. Rồi khi các bạn buồn ngủ rồi, các bạn mệt rồi á thì có thể nhờ người nhà bế con nằm cái nôi bên cạnh. Tại vì cái giường trong bệnh viện các bạn biết rồi, nó thường nó nhỏ với lại là nó cao á, mà mình lúc mà mình sinh xong mình đã mệt rồi, với lại mình cũng không biết là nó có an toàn cho con hay không, tại vì mình ngủ rồi thì mình đâu biết là mình có lỡ đè con hay không, hay là nói chung là có những cái tình huống nguy hiểm. Cho nên thành ra lúc mà các bạn đã ngủ rồi thì nên để người nhà đưa con nằm bên cái nôi bên cạnh kế các bạn là được rồi ha. Kinh nghiệm thứ tư của mình đó là các bạn hãy massage kích thích sữa về bằng tay. Thì ngoài cái việc cho bé ti trực tiếp á, kích thích bằng tay hoặc là massage bằng tay á, nó cũng rất là hiệu quả. Ở đây sẽ có rất là nhiều những cái cách massage khác nhau ở trên mạng, nhưng mà mình đã áp dụng một số cách này thì mình thấy nó hiệu quả với mình. Thì ở đây mình sẽ chia sẻ cho các bạn. Còn nếu như các bạn muốn xem thêm nhiều, các bạn có thể tìm thêm ở trên mạng ha. Ở đây thì mình không có cái gì mô tả cho các bạn, cho nên là mình lấy trái banh của con mình ha. Thì các bạn cứ tưởng tượng cái đầu, cái điểm giao nhau này nè, đây là cái đầu ti ha. Thì các bạn sẽ bắt đầu massage như thế này cho đến cái đầu ti. Từ ở bên ngoài ngực nè các bạn massage cho đến cái đầu ti. Đến cái đầu ti luôn nha các bạn. Đối với mình thì mình thấy massage đến đầu ti nó rất là hiệu quả. Rồi các bạn sẽ massage hết tất cả các hướng nè. Xoay vòng tròn này nè các bạn. Thì các bạn có thể xem cái hình này của mình cũng được. Cái hình này á thì các bạn có thể thấy ở đây là cái đầu ti nè, đây là quần vú mình vẽ vòng tròn nè. Rồi các bạn cứ massage như thế này vô trong tới cái đầu ti ha. Thì các bạn massage hết xung quanh cái vòng ngực này nè. Các bạn có thể sử dụng hai tay massage hai bên cùng một lúc thì nó sẽ nhanh hơn. Rồi cách số 2 á là các bạn sẽ nắm tay lại và các bạn vuốt xuống. Vuốt hết, vuốt từ đầu xuống cái đầu ti luôn. Các bạn vuốt xuống hết xung quanh như thế này. Các bạn vuốt hết hai bên một lúc ha, cho nó nhanh. Cách số 3 đó là các bạn sẽ bắt đầu vê cái đầu ti. Ở đây thì không có cái đầu ti, nhưng mà ở đây là các bạn có thể nắm ngay chỗ cái đầu ti á, gần cái quần thâm á, cái đầu ti của mình nhô ra đó, các bạn nắm, các bạn bắt đầu vê. Vê tròn như thế này nè các bạn. Các bạn nắm rồi các bạn vê như thế này. Tại vì ngay chỗ cái đầu ti với là cái quần vú á là những cái điểm mà nó rất là kích thích sữa, cho nên là nếu như các bạn vê nhiều á thì khả năng là các bạn sẽ có sữa xuống nhiều hơn. Cách cuối cùng á các bạn, đó là các bạn nắm ngay chỗ cái đầu ti này nè. Ví dụ đây có cái đầu ti ha, các bạn để đây đầu ti nè. Rồi các bạn sẽ nhấn vào hai cái huyệt, đó là huyệt 5 giờ với huyệt 7 giờ á. Thì mình thấy là hai cái huyệt này nè, nó rất là nhạy với mình. Khi mà các bạn vê ở hai cái huyệt này nhiều nè, hay các bạn ấn ở hai cái huyệt này nhiều nè, thì nó sẽ kích thích nhiều hơn. Đó là một số cái cách của mình ha. Còn trước khi các bạn massage như vậy á, các bạn có thể là lấy một cái khăn rồi nhúng nước ấm, các bạn lau quanh ngực trước rồi các bạn có thể massage. Hoặc là các bạn có thể kết hợp cái việc đó là các bạn lấy một cái khăn ấm, các bạn lấy vô tay các bạn luôn, rồi các bạn sẽ thực hiện massage như vậy. Thì nó sẽ kích thích được nhiều hơn. Nhưng mà nói chung là các bạn phải thay khăn thường xuyên một chút xíu, để cho đảm bảo là cái nước nó luôn ấm á, thì nó sẽ giúp cho cái sữa nó xuống bầu ngực nhiều hơn các bạn.
Đối với mình thì những cái động tác đó đó mình thực hiện khi mà mình nằm, lúc mà mình mệt thì mình nằm, còn lúc mình khỏe thì mình cứ ngồi dậy rồi mình làm thôi, hoặc là khi mà con mình ngủ thì mình làm. Nhưng mà bản thân mình thì mình thấy như thế này, mình chỉ thì nó có vẻ là nó đơn giản các bạn, nhưng mà khi mà các bạn trong cái giai đoạn các bạn làm như vậy các bạn sẽ bị nản. Cho nên là nếu như mà các bạn làm tới bước này các bạn nản là bình thường, tại vì hồi trước mình tới bước này mình cũng nói chung là thực sự là sẽ hơi nản, là tại vì mình làm mà mình không thấy cái sự thay đổi trong bầu ngực, hoặc là mình mới làm vài lần á, tự nhiên là mình có cảm giác là nôn nóng có sữa quá, với lại là cũng chưa thấy sữa gì, thế là mình lại càng nôn nao hơn. Nhưng mà các bạn càng nôn nao á thì các bạn lại càng lâu có sữa nha. Các bạn cần phải nhớ là ở đây nó giống như một cái kiểu á, đó là có làm thì mới có ăn, mà cái này các bạn phải làm nhiều rồi từ từ á thì các bạn mới có được. Và nhưng mà các bạn yên tâm là cái này các bạn làm giống như các bạn làm chủ vậy đó, có nghĩa là các bạn thích làm giờ nào các bạn làm, các bạn muốn làm sao các bạn làm. Các bạn làm các bạn không có cần phải chạy chỉ tiêu, không có phải giống như làm công ăn lương bình thường các bạn. Không phải là các bạn cứ là massage lần này là phải ra sữa nha, không nhất thiết như vậy các bạn. Các bạn cứ thư giãn, các bạn làm, cứ làm từ từ. Rồi khi nào các bạn rảnh hoặc là khi nào mà các bạn thấy là mình thoải mái thì các bạn cứ làm. Bản thân mình thì hồi trước á, là mình cứ massage như vậy tầm 3 lần thì đến lần thứ 4 á, mình có sữa cho con. Và mình cũng không có ép bản thân mình là lúc mà mình lúc nào mình cũng phải làm đúng số đó phút, hay là lúc nào mình cũng sẽ phải làm như vậy hoài để cho sữa về. Mình không có áp lực như vậy, mà mình cứ độ tầm 2 tiếng 3 tiếng gì đó, rồi mình thích làm thì mình làm, rồi có khi mình làm 5 phút, rồi có khi mình làm 10 phút, chứ không phải khi nào mình cũng rập khuôn đâu các bạn. Mình các bạn cố gắng là các bạn đừng có ép bản thân mình, tại vì các bạn ép bản thân mình thì các bạn sẽ dễ bị stress, dễ stress đó, thì các bạn sẽ không có sữa về. Kinh nghiệm số 5 của mình là các bạn hãy sử dụng thêm với máy hút sữa. Đối với mình thì hồi trước đây mình sẽ cho con ti mẹ trực tiếp trước, rồi sau đó nếu như mà con cáu gắt quá, con đòi sữa quá đó, thì mình mới nhờ chồng mình cho bé uống sữa công thức. Còn mình thì vẫn tiếp tục là kích thêm bằng máy. Có nghĩa là sau khi cho con ti trực tiếp thì mình sẽ kích sữa bằng máy liền. Và ở đây thì mình kích bằng máy như thế nào? Hồi trước thì mình cũng làm đơn giản lắm các bạn. Mình cứ cho máy massage 2 phút rồi đến hút vài phút, cứ massage 2-3 phút rồi đến hút vài phút vậy đó, cho đến khi nào mà đủ thời gian thì thôi. Vậy thì khi nào là đủ thời gian? Là nếu như trong tùy trường hợp các bạn, trong trường hợp là con của mình mà mình cho con ti mẹ trực tiếp được độ tầm 20-30 phút rồi á, và em bé ti mà mình cảm giác là nó mút mạnh, nó mút hiệu quả chứ không phải là nút nhẹ, thì mình sẽ kích thêm với máy từ 15-20 phút nữa. Còn có những cái trường hợp đó là thường buổi sáng mà em bé của mình được các cô điều dưỡng mình đưa đi tắm á, thì tới lúc về á, con ngủ một giấc rất là dài, kêu cỡ nào con cũng không có dậy. Cho nên thành ra là những cái lúc đó thì mình sẽ massage bằng tay giống như khi nãy tầm 50 phút gì đó, rồi mình sẽ kích thêm bằng máy 30 phút, hoặc là có khi mình khỏe thì mình sẽ kích lâu hơn 35 phút chẳng hạn. Nhưng mà mình cũng không có khi nào kích quá 35 phút đâu các bạn, tại vì nó sẽ làm cho đầu ti mình bị đau. Ở đây thì mình sẽ có hai lưu ý cho các bạn. Đó là thứ nhất, nếu như mà các bạn cảm thấy mệt quá và các bạn cảm thấy là cái việc kích bằng máy này làm cho các bạn cảm thấy quá stress, quá mệt mỏi á, thì các bạn không cần làm. Các bạn chỉ cần cho con ti mẹ trực tiếp nhiều và các bạn kết hợp với cái massage bằng tay giống như khi nãy ha. Còn nếu như mà các bạn kích bằng máy mà các bạn thấy là các bạn không có thể ngồi lâu được thì các bạn cứ kích bằng máy tầm 15 hay là 10 phút thôi cũng được, chứ không cần nhất thiết là phải làm như mình. Tại vì cái thời lượng kích sữa cũng như là cái sức chịu đựng cũng như là cái sức khỏe mỗi người nó mỗi khác nhau các bạn. Và lưu ý số 2 đó là khi mà các bạn sử dụng máy á, thì các bạn đừng có ham sử dụng những cái level cao. Hồi lúc đầu á, mình thấy là mình sử dụng ở cái mức là 2, là 3 á, mình thấy nó cũng êm, thế là mình thấy chưa có sữa, mình nghĩ là chắc là chưa đủ mạnh, thế là mình lại lên là 4, là 5. Và cái cử sau đó là mình bắt đầu hơi đau đau cái đầu ti. Đau đau cái đầu ti rồi á, thì khi mà con ti á, nó sẽ bị đau hơn. Và khi mà các bạn bị đau đầu ti á, thì các bạn biết không, các bạn muốn sữa về nó sẽ khó hơn. Và khi mà các bạn có sữa rồi á, các bạn hút sữa nó cũng khó có nhiều hơn. Cho nên là cái này các bạn đừng có ham giống mình hồi lúc đầu mà xài cái lực nó mạnh nha. Thường người Việt Nam của mình chỉ tầm là 2, là 3 thôi, ít ai mà lên là 4, là 5 lắm. Có nhưng mà ít lắm các bạn. Cho nên là ban đầu cứ thử nhẹ trước đã. Sau khi mà các bạn sử dụng máy hút sữa xong hay gì này kia, hay là khi mà các bạn cho con ti xong á, thì các bạn có thể sử dụng thêm những cái kem trị nứt cổ gà của Medela, của Lacinos hoặc là của Mama gì đó mình đã từng giới thiệu cho các bạn á, thì các bạn có thể tham khảo những cái đó để các bạn bôi thêm. Tại vì hồi ban đầu mình mới cho con ti á, thì cái đầu ti mình nó chưa quen, nó sẽ còn hơi nhạy cảm á, cho nên các bạn có thể bôi cái đó sau mỗi lần mà các bạn kích sữa hoặc là cho bé ti ha.
kinh nghiệm số 6 của mình đó là khi mà các bạn thấy cảm giác giống như đầu ngực mình có hơi nước nước một tí rồi đó, các bạn biết đó là cái sữa non đầu tiên á, thì các bạn đừng có nên bắt máy. Cái cách lý tưởng nhất là các bạn cho con ti mẹ trực tiếp được cái sữa đó. Còn nếu như con các bạn giống con mình lúc đó nó không chịu ti á, hoặc là nó mê ngủ quá đó, thì các bạn phải vắt bằng tay. Vắt bằng tay sữa non đầu á nó sẽ hiệu quả hơn. Và các bạn nên chuẩn bị những cái ống xi lăng nhỏ nhỏ để có thể thu được cái sữa non này. Tại vì nếu như các bạn vắt bằng máy á, thì nói chung là có thể là nó chưa có chảy được xuống cái bình luôn đâu, nó rất là uổng ha. Ở đây thì mình ví dụ cho các bạn á, đó là cái này là cái bột vú đi. Ở đây cái đầu này là cái đầu ngay chỗ cái chân ti đi ha các bạn. Cái chân ti á nó khác với cái đầu ti nha. Cái lòi ra là cái đầu ti, còn cái xác ở bên trong ngực mình gọi là chân ti, còn cái vòng thâm xung quanh á gọi là cái quần thâm. Quần thâm của vú ha. Rồi thì mình sẽ để hai cái tay đối xứng với nhau qua cái cách cái chân ti nha bạn, cách cái chân ti từ 1 tới 2 xăng. Rồi các bạn sẽ bắt đầu, các bạn nhấn vô, đè vô bên trong rồi các bạn. Cái bánh này nó hơi cứng quá. Các bạn phải đè vô bên trong, đè xuống nha. Đè xuống rồi các bạn mới bóp. Bóp làm sao mà cho hai cái tay của các bạn nè, hai tay đối xứng của các bạn, hai ngón tay này nè, nó phải gần như đụng nhau ở trong đó các bạn. Đó, các bạn bóp. Bóp xuống xong các bạn giữ lại 2 tới 3 giây nha. Rồi các bạn cứ bóp như vậy, rồi ở ngoài các bạn thu lại bằng cái ống xi lăng. Thì khi nào con uống á, các bạn có thể cho con uống, hoặc là các bạn có thể bơm vào miệng con hay làm sao đó, cái đó tùy các bạn. Nhưng mà khi mà có sữa non này mà con không chịu ti mẹ trực tiếp á, thì các bạn phải vắt bằng tay và thu được cái sữa này. Cái sữa này nó rất là quý nha các bạn, đừng có bỏ nha. Còn vắt bằng máy thì nó chưa đủ tráng mình đâu. Kinh nghiệm số 7 của mình đó là các bạn hãy ngủ thật nhiều, nghỉ ngơi thật nhiều. Đây là ai cũng nói với các bạn, nhưng mà thật sự thì mình biết là mình không hiểu sao là tất cả mọi người, ngay cả mình á, thì ngày xưa mình lại không có quá chú trọng đến cái này. Nhưng mà sau này á, thì qua nhiều cái kinh nghiệm, mình thấy thực sự là các bạn nên rất rất là nên chú trọng đến cái việc ăn uống và nghỉ ngơi. Tại vì nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến cái việc sữa mẹ của các bạn. Cho nên là các bạn hãy nghỉ ngơi thật nhiều sau khi các bạn sinh xong, ngay khi các bạn có thể. Khi nào các bạn cảm thấy có thể thì các bạn có thể nghỉ ngơi nhiều hơn. Đối với bản thân mình á, thì khi mình sinh mổ xong á, mình nói với các bạn khi nãy á, đó là buổi chiều tối thì mình bắt đầu cho con tập ti mẹ lại sau cái ngày mà mình sinh xong buổi sáng đó, thì buổi chiều tối mình có tập cho con lại. Nhưng mà sau đó ban đêm á, thì mình lại quyết định là mình gửi con cho những cô y tá bằng cái việc là sử dụng dịch vụ ở đó qua đêm á các bạn. Tại vì sinh con xong á, thì hai vợ chồng mình quyết định là chỉ có hai vợ chồng mình chăm con thôi, cho nên là mình biết là bây giờ mình cần phải nghỉ ngơi, cơ thể mình cần phải nghỉ ngơi sau một cái khoảng thời gian mà đã mang thai, sau một cái khoảng thời gian mà mình đã sinh mổ rồi, thì mình ý thức là bản thân mình đêm nay mình cần phải nghỉ, mình chưa cần quan tâm đến sữa nhiều như vậy, mình đã cố gắng cho con ti trong cái buổi tối và buổi sáng ngày hôm đó rồi, thì bây giờ mình cứ nghỉ rồi sáng ngày hôm sau mình sẽ bắt đầu cái cuộc hành trình đó. Và đến bây giờ thì bản thân mình vẫn nhận định đó là cái quyết định đúng đắn của mình, mặc dù lúc đó mình có hơi lăn tăn là tại vì ủa bây giờ mình mới sinh con xong, mình cũng muốn ở gần con lắm, mà bây giờ mình đưa con ra với các cô y tá như vậy, thật sự đó cũng là một cái quyết định rất là khó khăn với mình á. Và mình cũng biết là có rất nhiều người khuyên là không có nên làm sử dụng dịch vụ như vậy, nhưng mà bản thân mình thì đến bây giờ mình thật sự mình vẫn nói với các bạn đó là một cái quyết định đúng đắn của bản thân mình. Các bạn có thể có hoàn toàn có sự lựa chọn riêng cho các bạn, nhưng mà bản thân mình thì mình thấy là sau khi mà mình có một cái khoảng thời gian nghỉ ngơi như vậy á, mình ngủ được một đêm dài như vậy á, thì sáng ngày hôm sau mình có tinh thần hơn, mình có sức khỏe hơn, mình ăn uống tốt hơn, mình có thể ngồi cho con ti lâu hơn và mình có thể tích sữa cho con được nhiều hơn. Và đến độ buổi chiều ngày hôm đó là mình bắt đầu có sữa cho con, nghĩa là sáng hôm trước mình sinh thì chiều ngày hôm đó mình có sữa cho bé. Và đến cái ngày thứ tư á các bạn, là con mình phải đi chiếu vàng da á, thì lúc đó là mình hút những cái cữ sữa gửi xuống phòng chiếu vàng da cho con á, thì cái cữ ít nhất cũng được độ tầm 80ml hoặc là 70ml gì đó. Còn những cái cữ nhiều mà mình được ngủ sâu hơn á, thì mình sẽ hút được tầm 120 hay là hơn, thì cũng bình thường với mình lúc thời điểm đó. Tại vì lúc đó mình chưa có rành cái việc sử dụng máy hút sữa lắm á, cho nên thành ra là lúc mà mình hút ra được cái lượng đó rồi, nhưng mà trong ngực mình nó vẫn chưa có kiệt các bạn. Cho nên là nếu như mà các bạn nghỉ ngơi thật là nhiều thì mình tin chắc là mẹ nào cũng sẽ có đủ sữa cho con và cũng sẽ có rất là nhiều sữa cho con. Đặc biệt nếu như mà bạn có một cái giấc ngủ nào đó mà độ tầm 3 tiếng, 2 tiếng rưỡi, 3 tiếng á, thì khi mà các bạn dậy các bạn sẽ thấy một sự rất là khác biệt.
Kinh nghiệm số 8 của mình là các bạn hãy uống thật nhiều nước ấm. Các bạn có thể uống nước lọc ấm nè, nước sữa ấm nè, hay là nước canh ấm. Nói chung là tất cả những cái gì mà bằng nước mà nó ấm ấm một chút xíu, để cho các bạn tiết sữa nó dễ hơn các bạn. Thì cái này á, các bạn nên uống thường xuyên trong ngày, và nên uống từng ngụm thôi. Đừng có ham một lần làm một cái ly thật là cao rồi cố gắng ngồi uống, nó không có hiệu quả gì đâu các bạn. Các bạn nên nhớ là chỉ uống từng ngụm thôi ha. Và nên uống những cái loại nước ấm á, thì nó sẽ, các bạn sẽ từ từ có cái cảm giác là trong ngực mình nó nóng nóng, giống như là có cái gì đó nó chạy ở trong đó đó các bạn. Thì lúc đó là các bạn sẽ sắp có sữa cho con rồi á. Tiếp số 9 của mình đó là các bạn hãy ăn uống thật là đầy đủ. Đối với mình thì ngày xưa mình ăn uống cũng không có kiêng khem các bạn. Thật sự luôn, mình ít kiêng khem lắm. Hầu như là mình ăn rất là đa dạng từ lúc ở bệnh viện cho đến khi về nhà. Thì bản thân mình cảm thấy là ăn để cho mình khỏe trước đã. Các bạn khoan hãy nghĩ là ăn món này để có sữa cho con, hay là ăn món này để nhiều sữa. Các bạn cứ bỏ qua cái chuyện sữa một bên đi các bạn. Các bạn đừng có để nó chi phối các bạn nhiều quá. Các bạn chỉ cần nghĩ đó là các bạn ăn những cái món này tốt cho sức khỏe của bạn. Các bạn ăn món này để cho các bạn có sức khỏe, thì tự nhiên các bạn có sức khỏe thì các bạn sẽ có thể chăm con được tốt. Và khi các bạn có sức khỏe thì tự nhiên là cái tâm lý của các bạn á, nó sẽ tốt hơn và nó sẽ vui tươi hơn. Khi các bạn vui tươi hơn á, thì sữa nó cũng sẽ dễ về hơn. Có một phần nhỏ nhỏ ở đây các bạn, đó là những cái sản phẩm lợi sữa ở trên thị trường. Thì thật ra là bản thân mình cũng từng uống những cái sản phẩm lợi sữa mà nói chung là giống như là kiểu bị shipping ở trên mạng đó các bạn, trên những cái hội group mẹ và bé đó. Rồi mình cũng từng uống qua một số những loại trên thị trường. Thì bản thân mình thấy như thế này, đối với những cái loại mà shipping ở trên mạng, thật ra nó chỉ là những cái loại bột từ những cái loại hạt, những cái loại đậu thôi. Thì cảm giác mình nói thật luôn là nó giống như kiểu là vô thưởng vô phạt vậy đó. Còn nếu như mà các bạn thực sự muốn uống những cái loại lợi sữa thì mình đã từng recommend cho các bạn hai loại rồi. Một cái loại Galactogil của Pháp và một cái loại là Upspring. Thì Upspring đối với mình thấy dễ uống hơn, tại vì nó có nhiều vị, nó thơm. Nhưng mà nếu như các bạn uống thường xuyên như mình thì bản thân mình cũng thấy là nó hơi mắc một chút xíu á. Tuy nhiên là khi mà các bạn dùng những cái sản phẩm lợi sữa này thì các bạn lưu ý một chút xíu, đó là khi mà các bạn muốn sữa về hoặc là các bạn muốn có nhiều sữa cho con á, thì cái việc uống lại sữa nó chỉ hỗ trợ rất 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 là ít thôi, mà những cái yếu tố khác á, nó phải gộp lại với nhau rất là nhiều. Cho nên thành ra là không phải yếu tố lợi sữa này sẽ là yếu tố quyết định bạn có sữa về hay không, hay là sữa có nhiều hay không. Vì vậy nếu như mà các bạn đã quyết định uống lợi sữa thì đừng có kiểu hy vọng là mình uống cái này thì mình sẽ có sữa về và sữa mình sẽ tăng vèo 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 lên, là không có nha các bạn. Chuyện đó mình xác minh với các bạn luôn, đó là không có. Nó chỉ giúp cho các bạn hỗ trợ một cái phần nào đó thôi ha. Tiếp cuối cùng cũng là một cái tip rất là quan trọng với các bạn, đó là các bạn hãy tránh stress. Tránh stress bằng mọi cách, các bạn có thể làm hạn chế nó, các bạn có thể giảm bớt nó, hoặc các bạn nên loại bỏ nó càng tốt. Tại vì bản thân mình từng bị giảm sữa rất nhiều và mình từng bị mất sữa bởi vì mình stress. Cho nên thành ra mình tin là nếu như các bạn stress thì các bạn sẽ có thể không thể nào tiết sữa được, các bạn sẽ không thể nào gọi sữa về được. Nếu như mà các bạn đã thực hiện tất cả những cái bước trên rồi mà các bạn vẫn chưa có sữa cho con, thì các bạn hãy thành thật với chính bản thân mình, đó là các bạn có đang stress hay không, các bạn có đang lo lắng hay không, các bạn đã loại bỏ nó ra được hoàn toàn hay chưa. Các bạn hãy thành thật với chính bản thân mình để các bạn có thể tìm được cái nguyên nhân mà các bạn đang chưa có sữa về. Tại vì mình nói thật lòng, đó là bản thân mình từng trải qua, mình biết đôi khi người khác hỏi vô mình, có thể mình nói là mình không suy nghĩ, nhưng mà thật ra là trong mình, trong lòng mình nó vẫn có những cái gì đó lo lắng về cái vấn đề đó. Nếu như mà các bạn gặp những cái tình huống đó thì mình mong là các bạn hãy làm giảm nó, ít nhất là các bạn hãy làm giảm nó, hoặc là các bạn hãy loại bỏ nó đi càng tốt. Tại vì đối với một cái sức khỏe một người bình thường các bạn, thì các bạn stress nó cũng làm cho các bạn từ một người bình thường trở thành một người bị bệnh, hoặc là nó cũng có thể làm cho các bạn bị bệnh rất là nặng mà không có một cái phương thuốc nào chữa trị được cho các bạn. Cho nên stress sẽ là nguồn cơn của rất là nhiều thứ trên đời này, và stress chính là kẻ thù của sữa mẹ. Nếu như mà các bạn đang bị stress thì các bạn có thể tìm một người nào đó để các bạn có thể tâm sự với người đó. Có thể là nếu như chồng các bạn là một cái người tâm lý, là một cái người san sẻ cái việc chăm con với bạn, bạn hãy đừng có ngần ngại nói chuyện với chồng các bạn.
Tại vì mình từng nói rồi, ở góc độ của những người đàn ông á, thì người ta sẽ có những cái cách nhìn chung một cái vấn đề, nó có vẻ là nó tích cực hơn. Ví dụ như mình đi, hồi lúc mà mình chuẩn bị sinh con, mình rất là lo lắng, giống như đầu video mình có nói với các bạn đó. Nhưng mà mình chưa có nói với chồng, mãi đến sau đó thì mình mới nói với chồng mình á, thì chồng mình mới nói là thì mình mua những cái đó coi như là mình mua lại sự yên tâm cho mình. Còn nếu như mà sau này mình là một người không có sữa đi thì mình hoàn toàn có thể pass, có thể thanh lý những cái món hàng đó. Nếu như mình muốn pass nhanh thì mình có thể để cái giá đẹp, giá yêu thương một chút xíu. Còn nếu như mà mình vẫn thấy hơi tiếc thì mình để giá nào mà mình cảm thấy phù hợp, thì nó cần thời gian lâu một chút xíu thì tùy cái sự lựa chọn của mình thôi. Nhưng mà ban đầu cơ bản mình mua cái đó để mình cảm thấy yên tâm thôi mà. Nhưng mà tại sao mình lại nghĩ là sau khi mình sinh xong mình không có sữa, mà biết đâu mình vẫn như biết bao nhiêu người, vẫn như phần đông của số người trên thế giới là người ta sinh xong vẫn có sữa mà. Thì biết đâu là mình không nằm trong số ít, mình sẽ nằm trong số đông thì sao? Cho nên là nếu như các bạn tâm sự với chồng các bạn, đôi khi nó sẽ ra vấn đề hơn. Nếu như chồng các bạn là một người tâm lý và là một người san sẻ cái việc chăm con với các bạn. Còn nếu như không, các bạn hoàn toàn có thể để lại bình luận bên dưới để tâm sự với mình hoặc với những mẹ khác ở trong cái cộng đồng này. Và khi mà các bạn lựa chọn một cái người để các bạn tâm sự thì các bạn lưu ý là lựa chọn những cái người nào có những cái năng lượng tích cực một chút xíu. Tại vì nếu như các bạn lựa chọn những cái người có năng lượng tiêu cực thì nó sẽ không giúp cho các bạn giảm stress, mà nó càng làm cho các bạn lún sâu hơn và stress nhiều hơn. Hoặc là đơn giản hơn, các bạn không cần nhờ ai hết, các bạn có thể làm những cái điều gì đó các bạn thích, ví dụ đọc sách, nghe nhạc, hay là đi dạo, hay là các bạn có thể shopping, hay là các bạn có thể mua một món ăn gì đó mà các bạn thèm, các bạn có thể đặt hàng online một cái món gì đó mà các bạn yêu thích. Tuy nhiên là cũng phải chi tiêu cho nó hợp lý một chút xíu, chứ đừng có là chi tiêu quá tay thì cái stress này chưa hết, nó đã chuyển qua một cái stress khác rồi. Và trước khi mà các bạn cho con ti nè, hoặc là trước khi mà các bạn hút sữa, kích sữa hoặc là massage gì đó, các bạn hãy uống một cái cốc nước ấm nhỏ nhỏ, rồi uống từng ngụm từ từ. Rồi sau đó thì các bạn có thể sử dụng một cái khăn ấm, các bạn vắt nước ấm nè, các bạn lau xung quanh cái bầu ngực của mình. Rồi các bạn có thể thực hiện những cái bước ví dụ như là cho con ti hoặc là massage hoặc là sử dụng máy hút sữa thì nó sẽ hiệu quả hơn ha. Mình rất là mong video hôm nay thì sẽ giúp cho các bạn cảm thấy yên tâm và vững tin hơn một phần nào đó, cũng như là sẽ giúp cho các bạn sẽ có thể gọi sữa về sớm cho con và các bạn sẽ có được thật là nhiều sữa cho bé. Và mình mong là nếu như bạn có thêm bất kỳ những cái kinh nghiệm, trải nghiệm, thắc mắc, góp ý hay là muốn tâm sự điều gì đó, các bạn hãy để lại bình luận bên dưới cho mình biết. Đừng quên nhấn nút like, share và subscribe kênh YouTube để đón xem những video tiếp theo của mình nha. Chào bạn và hẹn lại bạn trong những video sau. Bye bye mọi người.